Xin chào tất cả bạn, tôi Khôi đây. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn tính chất cơ bản của cung giao hữu. Cung giao hữu cổ nhân gọi là cung nô bộc trong xã hội cổ đại. Nô bộc là thành viên của gia đình, một đời làm nô bộc, đời đời là nô bộc. Cho nên sự tốt xấu của cung nô bộc đúng là có liên quan sự thịnh suy của gia tộc. Vì vậy, các nhà đầu số cổ đại khi luận đoán xem trọng nô bộc có lực hay không, nô bộc nhiều hay ít, có phản chủ không, có lừa dối chủ không, hoặc có phụ trợ giúp đỡ chủ không. Ngày nay cung nô bộc đổi lại thành cung giao hữu là một sự cách tân rất lớn. Về mặt lý luận, ngày nay đã không còn mối quan hệ chủ tớ như ngày xưa. Do đó, về căn bản không cần nhìn từ nô bộc để suy ra mệnh vận của gia tộc. Nhưng sự tốt xấu của mối quan hệ giao tế là rất quan trọng đối với người hiện đại. Việc sửa đổi thành cung giao hữu đúng là đã mang lại cho khoa đầu số cổ xưa một hàm nghĩa mới. Có lẽ nhiều người sẽ hoài nghi rằng cổ nhân truyền lại pháp môn này sao có thể tùy tiện sửa đổi. Thực ra bản thân đổ số là đời đời tương truyền, đã luôn luôn biến động thay đổi từ thập bát vi tinh phát triển thành tử vi đổ số, chính là một biến động thay đổi cực lớn. Về sau, từ thời Nam Tống đến Minh hay đời nào cũng có người truyền lại không ít khẩu quyết khá hữu dụng. Đó cũng là sự biến đổi cách tân trong đổ số. Vì vậy, vấn đề không phải ở chỗ có nên thay đổi hay không, mà là những thay đổi cách tân đó có hợp lý hay không. Thử xét tam vương tứ chính của cung nô bộc, đối cung là huynh đệ, cung hội hợp là cung phụ mẫu và cung tử nữ. Đây rõ ràng là một tổ hợp tổ tông ba đời và nô bộc, cũng tức là một mô thức điển hình của gia tộc cổ xưa. Ngày nay, tính chất nô bộc biến thành tính chất quan hệ giao tế. Theo Vương Đình Chi, cũng lấy cung huynh đệ xem là quan hệ với người ngang vai, lấy cung cụ mẫu xem là quan hệ với bậc trưởng bối, lấy cung tử nữ xem là quan hệ với những bậc thuộc vãn bối. Các sao ở ba cung vị này hội chiếu với cung giao hữu. Vì vậy, sẽ phản ánh các mối quan hệ giao tế một cách chỉnh thể. Lúc luận đầu số, khi lấy cung giao hữu dùng để luận đoán về mối quan hệ với nhân viên làm thuê hoặc người dưới quyền, cũng cần đồng thời lấy phụ mẫu xem là ông chủ, thượng cấp hoặc bậc tiền bối trong nghề nghiệp của mệnh tạo. Lấy tử nữ xem là trợ thủ trực thuộc hoặc những người thuộc lớp vãn bối trong nghề nghiệp của mệnh tạo, và lấy huynh đệ xem thành những người ngang vai với mệnh tạo. Còn cung giao hữu là một phản ánh chung. Người mới học đầu số thường mắc phải một bệnh, đó là không quan sát toàn diện các sao của các cung có liên quan. Lấy việc quan sát các sao của cung nô bộc làm ví dụ, cổ nhân lấy cung cụ mẫu và cung nô bộc trong tam vương tứ chính để đo lường, sau mới xem đến tinh hệ của cung cụ mẫu và cung nô bộc có quan hệ hỗ tương như thế nào. Từ đó có thể biểu thị tình trạng nô bộc của đời cụ mẫu. Nếu cũng lấy cung huynh đệ và cung tử nữ ra quan sát, xem xét mối quan hệ hỗ tương của chúng với cung nô bộc, thì có thể biết được tình trạng nô bộc của ba đời. Ngày sau quan sát cung giao hữu cũng có thể dùng biện pháp như vậy. Nếu lấy cung phụ mẫu và cung giao hữu ra so sánh, đồng thời tiến hành nghiên cứu mối quan hệ của chúng, thì có thể nhìn ra mối quan hệ của thượng cấp và người dưới quyền của mệnh tạo. Ví dụ như cung phụ mẫu thiên lương độc tọa, cung ngọ, cung giao hữu là thiên đồng độc tọa ở cung tuất, còn cung huynh đệ là cự môn ở cung thìn, có sát tinh chiếu xạ.
Thế là chúng ta sẽ có một giả định tốt nhất là thượng cấp là người rất thích soi bói, bói móc. Trong đồng sự có người ưa đâm bị thóc, chọc bị gạo, túi nguyên dục bị. Vì vậy mà bản thân rất lung túng, khó xử về quan hệ giao tế ở nơi làm việc. Có thể sẽ bị lôi kéo vào vòng tranh chấp, bất hòa. Điều này có thể nhìn ra từ tính chất của thiên đồng ở cung Tuất. Nhưng nếu thiên lương có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội hợp, tính chất của thiên lương sẽ biến thành cao thượng, độ lượng. Thiên đồng của cung giao hữu cũng bị ảnh hưởng của hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hội chiếu mà cải thiện. Vương Đình Chi đưa ra phương pháp luận đoán như trên có thể giúp cho người đọc, người học đầu số tìm ra tình trạng quan hệ nhân tế của mỗi giai đoạn trong đời người, trong đời một người khá rõ ràng. Và sự chia sẻ của tôi hôm nay về cung giao hữu xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.